Bây giờ là 3 giờ chiều ngày 11 tháng 5 năm 2019. Thì chúng tôi đang chuẩn bị bốc xếp ba chiếc sập này cho khách hàng ở Thanh Ba, Phú Thọ. Đấy, hai chiếc sập thờ và một chiếc sập ngồi. Một chiếc sập thờ là gỗ hương. Gỗ hương đã tẩy rồi. Và một chiếc gỗ mít. Đấy, và một chiếc sập ngồi gỗ vụ. Tôi đang trong quay đã hoàn thiện xong. Và bây giờ là sẽ cho lên xe bốc xếp và tôi quay lại một video để giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đây là chiếc sập ngồi bằng chất liệu gỗ vụ kích thước 1m8 2m. Khách ở bên Đỗ Sơn Thanh Ba. Đây là hàng VIP. Chúng tôi đã giới thiệu lần trước khi nó còn nguyên mộc rồi. Ở đây là hoàn thiện, đã hoàn thiện BUM của chúng tôi rồi. Rất là đẹp, rất là nét. Đây, tôi quay gần cho mọi người thấy độ đẹp của chiếc sập này. Không phải thợ nào cũng có thể đục được những chiếc dạ sập đẳng cấp như thế này được. Những ai mà hay quan tâm mà am hiểu về đồ gỗ thì sẽ thấy được cái độ tinh tế của chiếc dạ sập này. Hai chú sóc đang chuẩn bị ăn chùm nho. Ngoài ra cũng có những cái triện đây quấn lên nhau trông rất là đẹp, khỏe khoắn, ngũ phúc. Kể cả những cái đầu con rơi ở những cái chân sập này cũng vô cùng là tinh tế luôn. Rất đơn giản nhưng mà lại tinh tế, vô cùng tinh tế. Đấy, quý vị mà am hiểu đồ gỗ thì sẽ chỉ nhìn qua thì sẽ biết được độ đẳng cấp của chiếc sập này rồi. Tôi quay một lần là video mộc rồi nên là tôi sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Đấy, đây là tổng thể nhá. Mặt hai lá, hàng đẹp và vô cùng sạch sẽ. Đây, tôi để tổng thể chiếc sập này cho mọi người cùng chiêm ngưỡng như tham khảo. Còn phía bên trong này là chiếc sập mà gỗ đây. Chiếc này cũng là 1m97, cao 1m17, đục và mai điểu, chất liệu gỗ hương. Đây, quý vị có thấy nhé, gỗ hương này nổi vân rất là đẹp. Hàng cũng là vô cùng sạch sẽ. Và một chiếc sập gỗ mít. Chiếc này có kích thước nhỏ hơn. Chiếc này thì đục tứ linh, kích thước nhỏ hơn nhưng chúng tôi chưa lắp vào. Đây chỉ phần dạ trước, còn phần mặt nữa tôi đang dựng lên để tháo ra để xếp lên xe. Ngoài ra thì chúng tôi vẫn còn rất nhiều những cái chiếc sập gỗ mít của những cái vị khách hàng khác vừa hoàn thiện mộc xong rồi đang chờ chuẩn bị đánh giá. Bên trong này là chiếc sập thờ gỗ vụ tứ linh nhá. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng đồ thờ rất là nhiều. Đây là ngai thờ, rất là nhiều các mặt hàng đồ thờ. Thế ngoài ra là còn những cái mặt sập thờ khác đang trong quá trình hoàn thiện ra. Đây quý vị có thể thấy đây, bên trong những chiếc sập thờ của chúng tôi này hoàn toàn là lục lõi luôn nhá. Đấy, đây là chúng tôi để mộc này, vừa hoàn thiện mộc, quý vị có thấy hoàn toàn là lục lõi luôn, không có một chút rác nào. Hàng thì chắc chắn thôi, thanh thang này vô cùng dày dặn, chắc chắn đẹp đấy. Là phần gặm mặt sập thờ đấy. Đấy, chiếc này chúng tôi đang vừa làm rõ ràng. Đấy, mọi nhu cầu thì ai có thể mua sắm những sản phẩm đồ thờ thì hãy liên hệ với Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 816, hoặc truy cập website đogotung8.com. Lúc nào chúng tôi cũng luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Đấy, video là tôi đang quay trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi ở phía trong đây nhá.
3 giờ chiều ngày 11 tháng 5 2019.